Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh tét theo một cách mới. Cách này thì rất là đơn giản. Mình không cần gói bánh, không cần buộc bánh nha. Mình chỉ làm bánh bằng nồi cơm điện. Cách này rất là thích hợp với những anh chị nào mà thích ăn bánh tét mà mình không có nhiều thời gian để gói bánh ha. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì mời cùng vào bếp với mình nha. Cũng như mời các bạn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip ha. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh với nhân chuối. Ở đây thì mình có chuẩn bị là nửa ký nếp. Nếp này thì mình đã vo sạch rồi nè cả nhà. Tí xíu nữa mình sẽ cho nước vào mình ngâm khoảng 8 tiếng ha. Rồi cái phần đậu trắng thì ở đây mình có khoảng 50g. Rồi tí xíu nữa mình cũng sẽ đem nấu cho nó mềm. Còn chuối thì mình chọn chuối xiêm. Chuối nó càng chín thì cái phần nhân bánh càng ngọt càng ngon ha. Các bạn cũng có thể dùng chuối già vẫn được nha. Nhưng thường thì mình hay dùng chuối xiêm như thế này. Mình gọt vỏ và mình sắc ra miếng dừa ăn ha. Với trái chuối này nó cũng hơi nhỏ nên mình sắc khoảng làm tư. Còn tùy các bạn mình thích ăn lớn thì mình có thể sắc làm hai ha. Mình sẽ để lên trong cái trái chuối mình sắc như thế này, không cần sắc thớt luôn cho nó nhanh ha. Với cách gói bánh bằng nồi cơm điện này thì mình cũng có thể gói bằng nhân đậu ha. Gói bằng nhân đậu thì mình sẽ nấu cái phần nhân chín trước. Rồi cái phần mỡ với cái phần thịt á, mình cũng nấu trước cho nó chín ha. Với nửa ký nếp thì mình sẽ dùng khoảng 5 trái chuối như thế này. Chuối này thì nó cũng nhỏ, nó không có lớn nha cả nhà. Thì tùy các bạn thích ăn chuối ít hay nhiều thì mình cứ gia giảm nha. Mình gọt chuối mình sắc xong thì bây giờ mình sẽ đem mình ướp. Ở đây thì mình ướp khoảng một muỗng canh đường và khoảng nửa muỗng cà phê muối nha. Mình ướp mà trộn vô cái phần gia vị này nè, nó thấm đều với cái phần chuối. Ướp chuối xong thì mình để qua một bên để cho cái phần chuối thì nó thấm luôn ha. Quay trở lại cái phần nếp thì nó đã được 8 tiếng thì mình cũng đã xả qua nhiều lần nước để cho nó ráo nước rồi nè. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho trực tiếp vào cái nồi cơm điện ha. Nếu có thời gian các bạn ngâm nếp qua đêm á thì cái phần bánh của mình nó sẽ mau chín hơn nữa nha. Đậu trắng mình đã nấu chín mềm, bây giờ mình cũng cho vô cái phần nếp này luôn ha. Mình ướp vào đây là khoảng một muỗng đường và nửa muỗng cà phê muối. Cái phần gia vị này thì các bạn cứ tăng hoặc giảm theo cái khẩu vị của gia đình ha. Nhưng mình thấy ướp vậy là nó cũng đã rất là vừa ăn, vì trong cái phần chuối nó ngọt nên mình ướp đường như vậy là cũng vừa phải rồi ha. Mình cho cái phần chuối lên trên luôn. Cái phần chuối thì khoảng 8 tiếng là nó đã rất là thấm nên bây giờ nó đã dịu xuống như thế này ha. Mình phả cho cái phần chuối với phần nếp cho nó bằng ngang mặt để mình canh cái phần nước cho nó dễ nha. Ở đây thì mình có nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa thì mình vắt ra từ một trái dừa nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ canh cho cái phần nước cốt dừa nó sắp sắp ngang cái mặt nếp như thế này. Vậy là nó vừa chín luôn ha. Không có nhão mà cũng không có khô. Vậy thì bánh của mình nó mới ngon. Với nồi cơm bình thường như thế này thì mình bật nút khoảng 4 lần thì bánh nó sẽ mềm dẻo, sẽ chín như thế này ha. Còn tùy vào cái nồi cơm nó giữ nhiệt nhiều á thì mình bật khoảng 3 lần là bánh nó đã chín rồi nha cả nhà. Sau khi mình thử bánh nó đã chín, đã mềm dẻo rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào khuôn. Mỗi lần bật nút nồi cơm thì mình đợi khoảng 5-10 phút
mình hãy nhấn cho cái chế độ nấu trở lại ha. Tuy là mình bật nút qua 4 lần nhưng cái thời gian nó cũng không có quá lâu nha cả nhà. So với cái thời gian mà mình nấu bánh khoảng 3-4 tiếng á, thì nó rất là nhẹ nhàng hơn nhiều luôn ha. Bây giờ cái phần nếp mình đã thử cho nó mềm, nó dẻo, nó chín xong rồi. Mình sẽ chuẩn bị cái phần khuôn để cho bánh vào ha. Mình lót một lớp lá chuối mỏng để cho cái phần bánh này nó còn nóng thì nó có cái mùi lá chuối á, thì nó cũng giống như là cái mùi bánh truyền thống của mình. Tuy là mình không gói bánh nhưng mà có cái mùi lá chuối á, thì nó cũng có được cái hương vị bánh xưa ha. Với cách này thì rất là tiện, nhanh, gọn, lẹ. Thì mình đã có món bánh tét cho gia đình, không cần gói, không cần buộc dây ha. Nếu các bạn có khuôn nào thì mình dùng khuôn đó ha. Ở đây thì mình có cái khuôn như thế này, thì mình dùng khuôn như thế này ha. Cho cái phần nếp với chuối vào xong thì mình sẽ dùng một miếng lá chuối ha. Vì cái lúc này cái phần nếp nó còn rất là nóng nha. Rồi mình sẽ đè chặt như thế này nè. Đè càng dẻ thì cái phần bánh của mình á, nó càng dẻ, nó càng ngon nha. Khi mình đè dẻ xong rồi thì mình sẽ cho thêm một lớp lá chuối lên trên mặt nữa. Rồi mình dùng cái thớt và cái dĩa gì đó, nó nhỏ hơn cái phần miệng khuôn này nè, để mình dằn lên cho nó dẻ, thì cái bánh của mình nó sẽ dẻ, nó sẽ ngon ha. Cái phần bánh này thì mình đã dằn cho nó thật là dẻ để qua một đêm rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ để cái phần bánh này ra cho cả nhà xem coi bên trong như thế nào nha. Với cái món bánh này thì khi ăn thì mình sẽ xắt ra từng miếng vừa ăn ha. Đây, cái phần bánh bên trong thì nó cũng rất là dẻ như thế này rồi này cả nhà. Thì mình đè càng dẻ thì cái phần bánh của mình nó càng ngon thôi ha. Với cái cách này thì rất là đơn giản, nhanh, gọn, lẹ, thì mình đã có được cái món bánh tét thơm ngon cho gia đình như thế này rồi này cả nhà. Món bánh này thì mình đã để qua một đêm thì cái phần bánh nó đã dẻ được như thế này ha. Vậy là mình cũng vừa chia sẻ sơ qua về cái món bánh tét làm từ ngòi cơm điện rất là đơn giản. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì hãy nhanh vào bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Nếu yêu mến thì đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.